Con nghe nói á là bà có biết năm thứ tiếng luôn. Đúng vậy. Bà có thể nói cho con nghe đủ năm thứ tiếng được không bà? Được. Dạ, con tò mò lắm luôn á. À rồi. Tiếng Anh đi. Dạ. Tiếng Anh nha. Hai lời rất là nhiều. Ok. Dạ. Rung quá hả? Tiếng Pháp. Bác sĩ mặc xế là đi chợ. Dạ. Yêu bác sĩ là mặc xế. Axi-tê đi xô là đi chợ mua cái gì. Dạ. Đó. Tiếng Quảng. Này hôi bánh tàu. Này hôi hàng cái hả? Hôi hàng cái xì hả? Đó rồi, đi đâu đi chợ hả? Dạ. Đi chợ hả? Dạ. Rồi. Còn tiếng tờ đều. Dạ. Nước thử chị cò. Tiếng Campuchia hả? Dạ. Em bò cái tôi na. Đây đi sắp là bay hả? À, hỏi chứ đi đâu rồi đi ở xóm mình nha, khỏe hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi. Bà biết năm thứ tiếng luôn, còn biết tiếng Việt chưa xong nữa. Giờ chừng nào mà có ấy có cháu bồng thôi. Không có cháu thì cũng buồn thôi chứ giờ. Nó không có thì sao được. Nó không đi lo lắng, nó cũng không có thôi. Bà đâu có khuyên à thôi giờ nó không có cháu. Con bỏ con kiếm người khác. Không, như vậy tội nghiệp nó. Dạ. Tại cái thần của nó. Bà biết vậy đó. Con cái thì nó lo cho mình, nó thương cho mình. Là mình đừng có ghét nó. Ghét nó thì tội nghiệp cho nó. Dạ. Mình làm mẹ mà. Tôi nghĩ vậy. Ủa con nghe nói là ông đã mất con cách đây 8 năm. Dạ. Mà cũng vẫn lây cái gối này tôi đắp màn cho ông. Mẹ nó là thật sự rất thương ba, nên ký ức của mẹ luôn luôn nhớ về ba. Dạ. Dạ con chào ba. Dạ con giới thiệu với bà, con là Tri, con tế Tri. Dạ, chương trình mẹ chồng nàng dâu. Bà khỏe quá à. Khỏe. Dạ. Bà trời thương bà. Bà bán nước hồi sáng tới giờ hả bà? Đúng, bán rồi, 5 giờ sáng tới giờ đó. Dạ. Bà ơi, con xin phép con nói chuyện với bà với chị một chút ha. Rồi, đúng cái gì. Bà ơi, con nghe nói á là bà có biết năm thứ tiếng luôn. Đúng vậy. Bà có thể nói cho con nghe đủ năm thứ tiếng được không bà? Được. Dạ, con tò mò lắm luôn á. À rồi. Tiếng Anh đi. Dạ. Tiếng Anh nha. Hai lời rất là nhiều. Ok. Dạ. Rung quá hả? Tiếng Pháp. Bác sĩ mặc xế là đi chợ. Dạ. Yêu bác sĩ là mặc xế. Axi-tê đi xô là đi chợ mua cái gì. Dạ. Đó. Tiếng Quảng. Này hôi bánh tàu. Này hôi hàng cái hả? Hôi hàng cái xì hả? Rồi rồi, đi đâu đi chợ hả? Dạ. Đi chợ hả? Dạ. Rồi. Còn tiếng tờ đều. Dạ. Nước thử chị cò. Tiếng Campuchia hả? Dạ. Em bò cái tôi na. Đây đi sắp là bay hả? À, hỏi chứ đi đâu rồi đi ở xóm mình nha, khỏe hả? Dạ. Dạ con cảm ơn bà. Rồi. Bà biết năm thứ tiếng luôn, còn biết tiếng Việt chưa xong nữa. Dạ. Ủa bà ơi, bà bán nước này là tại bà thích bán hay sao bà? Con nó không cho bán. Mà tôi thích bán, tôi ở nhà là tôi bệnh. Tôi dạ. Con nó nói thôi mẹ ở nhà đi. Đừng có ra đây bán cực khổ. Dạ. Đường bắt mưa, dầm mưa, dầm nắng. Tôi nói không sao đâu, mẹ bán như thường. Bán từ hồi giải phóng tới vô tới giờ nó không có bệnh bạc gì. Ở nhà có một mình mà. Hỏi cứ nói chuyện với ai. Bán nói chung là tiền lời thì mẹ cứ sử dụng, còn vốn á là con trai bỏ hết rồi. Rồi tụi nó hái sức vốn ra, tụi nó mua, bán lấy tiền thâu vô rồi xài. Chắc còn mà không có mà trả tiền lợi. Dạ được, cái này được. Dạ con hỏi á, cái lúc mà đầu tiên mà bà gặp con dâu của bà á, lúc đó là bà có cảm nhận gì về con dâu? Thấy cũng bình thường ha. Dạ. Vậy cái mặt cũng hiền, không có hiền hậu, không có hung dữ. Nó làm hết, tôi đâu có làm gì. Cơm nấu nước gì cũng vợ chồng làm hết, chứ tôi đâu có làm gì. Dạ. Không có làm gì hết. Ủa chị, là hồi đó quen bao nhiêu lâu rồi thì ảnh mới dẫn chị về ra mắt mẹ?
Chị quen cũng gần 2 năm. Thì về ra mắt xong là khi nào mới cưới? Là về báo mẹ là cưới luôn á. Ôi. Cưới liền luôn, là trong tháng hơn hôm qua tháng sau. Cuối năm. Cuối năm cưới luôn. Vui lắm, tại tại đồ này kia ra nọ. Làm rình rác chứ đâu có phải. Dạ. Về được mẹ truyền cho cái bí kíp. Bí kíp. Em là em anh thôi chứ còn dạ. Mày tao. Thêm cái nữa là có giận gì giận nhưng mà tối ngủ phải ôm nhau ngủ, tối ngủ phải ôm nhau ngủ. Cái là của mẹ đưa ra cho chị á anh. Tự con hả? Không con. Tự giao là tự yêu cầu tụi con đừng có gây lộn. Có giận nhưng mà vẫn nói chuyện, hai vợ chồng vẫn nói chuyện, vẫn bình thường, không có gì hết. Trời ơi, giả trân luôn. Nhưng mà lên đào hoàng ấy. Xong về giận. Nhưng mà chỉ có lên phòng thì là mới biết là chứ, hai vợ chồng giận. Chứ có ai chứ còn bình thường chứ mặt như, mẹ như là... bà già như không như tôi hết rồi. Bình thường á là chị thường nấu ăn đúng không? Bà có thích món nào mà con dâu nấu không? Cái nào ăn cũng được hết, không có cái nào mà chê hết. Dạ. Mẹ được cái là mẹ rất là dễ chịu. Nói chung là nấu ăn, thích ăn thì ăn nhiều. Dạ. Ví dụ như mà không hợp khẩu vị thì vẫn ăn. Dạ. Nhưng mà là ăn thì ít hơn. Chứ mai mốt đừng nấu mốt đừng nấu vậy nữa. Dạ. Đó, nhưng mà vẫn mà ăn, giận ăn để cho con dâu vui. Dạ. Rồi lỡ như mà hai bên nha, mà giận nhau. Em ví dụ nha thì bà bên ai? Không bên ai hết. Bằng đứa nào cũng vậy. Thấy không? Đều. Dạ. Con nhỏ này phải nhịn chồng, còn thằng này phải nể vợ. Dạ. Thôi chứ còn đừng có mà hỗn báo còn chữ này kia cho nọ đó. Dạ. Với chữ là xấu lắm. Bình thường là chị có làm cho mẹ giận không? Không có đâu. Dạ. Là mẹ không có nói gì mà ấy hết á. Mà nhiều khi giận cũng không có nói. Bình thường là bà có thích đi chơi với gia đình không? Cũng đi mà, nhưng mà ngày xưa đi cái tự hồi lớn tuổi rồi đó không có đi. Dạ. Chứ hồi xưa đó, hồi tôi còn trẻ đó nha, đi hết. Dạ. Hết cái nước Việt Nam này đi chơi. Về đến giờ là rủ đi được đúng một lần siêu thị. Là đi siêu thị thôi, đó siêu thị thôi. Chị con dâu này chỉ có tật xấu gì mà làm cho bà phải buồn á? À? Không phải buồn mà là giận á hả? Dạ. Nhưng mà không có đáng kể á. Tại vì không có kêu tôi về là nó vui vẻ rồi. Trời ơi, con nói thiệt luôn á, bà là mẫu mẹ chồng mới gọi là biết bao nhiêu người muốn. Trời ơi, tôi á, tại vì tôi làm đi sửa sắc đẹp mấy bà đầm rồi đó nè, cái kia nọ đó. Tôi biết hết rồi, thành ra mình không có khó khăn. Dâu cũng vậy mà con trai cũng vậy, không có khó khăn. Mẹ dạ. Chồng hiện đại đó. Dạ, mẹ chồng hiện đại. Thường á là mình có ăn chung một gia đình không chị, hay là mình bận quá mình không có về được hay sao? Có chứ, mẹ không có thích ăn một mình. Lúc nào cũng phải có con cái ăn chung với mẹ thì mẹ mới ăn. Còn lỡ như buổi sáng chị đi làm mà sao? Buổi sáng chị làm thì chiều về hai chồng cùng ăn với mẹ. Còn hôm nào mà chị làm nhiều á thì tối có anh ba hoặc là chồng chị ăn. Về nhà là bắt buộc phải có người ăn chung với mẹ. Phải đợi. Đúng rồi. Phải đợi, có con cái ăn chung thì mới chịu. Cái này là hay đó. Cũng nói thiệt. Có rất là nhiều gia đình mà con thấy là không có một bữa cơm gia đình thân mật. Có đầy phải. Dạ. Xung hợp đi làm á thì thôi. Dạ. Còn hả mà hả ở nhà thì phải ăn chung hết nhẹ. Chứ không có người ăn trước không người ăn sau. Không có người ăn trước sau. Dạ. Hay quá. Con học được, hôm nay con học nhiều thứ lắm đó. Dạ. Bà thấy á là bà với chị con dâu này là hợp nhau nhất là ở cái tính nào? Tính nào cũng hợp ít. Tính nào cũng hợp ít. Trời ơi. Không phải cãi vợ. Có cái nào không hợp không? Không, từ hồi nó về tới giờ không có cãi một tiếng nói nào hết. Miếng không có không có luôn. Trời đất ơi, mẹ thì nói chung là hợp hết á. Dâu sắm đồ cho mẹ thì sắm gì mẹ bận đó, không có chê tiếng nào hết. Sắm đồ đâu, không có chê ầm. Rồi còn ăn uống hay này kia thì chụng mẹ thích ăn ngọt thì chị cũng rét, chị chiều theo để ăn ngọt cùng với mẹ. Là tôi không ăn mặn. Dạ. Đó thì nó phải chiều tôi, nó phải ăn, phải ăn ngọt luôn, ngọt, ăn được ngọt luôn. Về thì lúc đầu cũng khó ăn lắm, nhưng mà khi mà có mẹ thì ăn ngọt hơn tí, còn có mẹ thì mình ăn lạt lại, yên ổn với nhau. Tỏ tỉnh. Thường á thì ví dụ như chồng chị mà đi công tác hay là chị ăn cơm với mẹ một mình á, là chỉ có một câu chuyện mẹ hồi tưởng lại là mẹ kể, lúc nào cũng kể cái câu chuyện đó hết. Ủa chuyện gì vậy? Mẹ kể gì vậy chị? Nghe đi kìa. Hồi xưa tôi quen với ông xã tôi đó. Dạ. Trước khi mà cưới tôi phải giận. Dạ. Giận trước. Nhà anh á không có níu xương tôi thì anh để anh đừng có chửi
Cho nên ông xã tôi không có bao giờ nào chửi thề, không có kêu mày tao nữa. Em không à. Dân thì không có ai nói chuyện à. Tôi bây giờ dẫn ổng ra cơm, tôi hết hết cơm nộp cơm, hết cái gãi mâm cơm. Tôi đi lên lấp mền tôi ngủ. Rồi sao làm quà? Thì ổng năn nỉ. Bài này được nha. Ổng phải năn nỉ rồi sao? Thấy không? Khi nào giận cũng vậy. Rồi, hai người đừng nói chuyện. Dạ. Nói chuyện mình tức mình nói kêu bằng mày tao rồi này kia. Nó mất công những cái câu không không tốt. Không tốt. À, rồi, cái rồi hết giận rồi quà thôi thì rồi. Yên. Bây giờ bà cho phép con mời bà về nhà bà để con có thể nói chuyện bà. Còn chị với anh thì đi chợ mua đồ. Ủa bà ơi, là bà bán ở chỗ đó là được bao nhiêu năm rồi bà? Năm nay nữa là 42 năm. 42 năm lúc đó con chưa ra đời. Bà không có thuê mặt bằng hay gì hết chủ trương. Dạ. Tại mấy ông nước ngoài á. Dạ. Thương bà cứ bán đi không sao, không sao. Dạ. Lấy tiền. Hồi đó giờ là bà có không hài lòng chị dâu cái gì không? Tại vì hồi nãy là có chị ở đó. Không dám hỏi. Dạ con không dám hỏi, con không dám hỏi sâu. Biết rồi. Dạ. Từ hồi nào bây giờ là không có giận hờn gì hết, không có gây gỗ gì hết, không có nói khó khăn. Giờ chừng nào mà có ấy có cháu bồng thôi. Không có cháu thì cũng buồn thôi, chứ giờ nó không có thì sao được. Nó không đi lo lắng, nó cũng có thôi. Bà đâu có khuyên à, thôi giờ nó không có cháu, con bỏ con kiếm người khác. Không, như vậy tội nghiệp nó. Dạ. Tại cái phần của nó, bà biết vậy đó. Con cái thì nó lo cho mình, nó thương cho mình, là mình đừng có ghét nó. Ghét nó thì tội nghiệp cho nó. Dạ. Mình làm mẹ mà. Tôi nghĩ vậy. Mà có thằng lớn nó có cháu. Có cháu rồi. Có cháu rồi, hai đứa. Ôi, hai đứa cháu vậy là quá được rồi. Mà cháu bây giờ nó học tới đậu tiến sĩ á. Ôi ôi. Tôi cũng khuyên con tôi vậy. Đừng cái gì đừng có làm quá, đừng có ỷ. Dạ. Thấy không? Nhiều khi nó buồn nhiều quá rồi đó, nó phải nó bệnh. Tôi sợ vậy. Vậy sao bao nhiêu năm á là sống chung vậy thì bà thấy là bà thương nhất con dâu của bà là ở điểm nào? Cái điểm nào cũng được hết trụ trơn. Điểm xuất sắc. Chiều mẹ. Đó vậy là đủ điểm rồi đó. Ăn trái cây mà tôi ăn đồ ngon không mà cho đồ dở tôi cũng có ăn. Dạ, được quá. Đó thành ra biết tôi thích ăn gì hả, nó mua về ăn chung. Bà ơi, bà xuống với con. Con xuống đi, trước đi. Dạ. Rồi được rồi. Dạ. Mỹ tự nhiên. Ôi, cái hẻm này đẹp quá bà ơi. Đây. À, bà ơi, bình thường là bà ngủ với ai bà? Ngủ có một mình nè. Ở cái giường này nè. À dạ. Giường này ở đây. Ủa, con nghe nói là ông đã mất con cách đây 8 năm. Dạ. Mà cũng vẫn lây cái gối này nè, tôi đắp màn cho ông, Dạ, là cái này là gối ôm là ông. Ông á. Dạ. Tôi với ông đắp mền, cái mền bự. Dạ, ôm nhau ngủ. Dạ, được. Mẹ ơi, chào anh chị. Dạ, chào anh mẹ. Chào con. Dạ, dạ. Nay bán vui không? Vui vẻ, bữa nay có khách sữa. Cả gia đình đã về nhà đông đủ. Trong khi nàng dâu sẽ cùng mẹ chồng vào bếp thì MC sẽ tâm sự và chia sẻ cùng với anh Phong Vân một vài điều. Anh với chị cũng không có muốn bà bán như vậy. Nhưng mà do gì là bà thích thì anh có sợ là người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá mình là mình không có lo cho mẹ hay cái gì đó. Thật ra thì anh cũng nói chung là có mấy lần nghỉ dịch đó bà phải ở nhà. Yeah. Thì bà cứ trông xuống, cứ hỏi ngày mai đi bán được chưa. Yeah. Xong mình nghe cũng xót ra. Rồi nhiều khi ở nhà lại có ngày ở trong nhà không thì nó sẽ dẫn cái trí não của bà nó có dấu hiệu là lẫn. À. Nên anh rất là sợ. Yeah. Và bản thân anh thì ngày nào mẹ còn sống thì mình sẽ chiều cái thú vui của mẹ để cho mẹ lúc nào cũng vui lòng. Bán như vậy rồi thì đi ra ngoài đó gặp người này người kia nói chuyện giao tiếp thì chính những cái giao tiếp đó mà bà được kéo dài cái tuổi thọ bà. Còn nếu ở nhà thì chắc chắn nằm năm ngày ở nhà là thấy rất là uể oải, nhức mỏi rồi rất là lấy dầu ra thoa
rồi uống thuốc, rồi đi vậy mà khỏe anh, đi vậy là khỏe lắm. Ai ngang qua bà cũng chào, ví dụ gặp người nước ngoài bà hello thì bà thấy thì vui. Dạ. Rồi rảnh rỗi thì tụi anh cũng chạy ra. Cái mong muốn của mình là muốn mẹ mình sống với mình lâu dài, thì muốn sống lâu dài thì cái tâm trí của mẹ phải thoải mái. Người ta nói đi nói lại là tại sao là hai đứa con như vậy, gia đình vậy mà để cho mẹ đi bán. Nhưng mà bản thân anh thì là suy nghĩ là vấn đề ai nói với thiên hạ là mặt thiên hạ, nhưng mà mình trong thâm tâm mình luôn kính yêu mẹ mình vậy thôi. Trước đây thì nhà cũng làm áp lực với mẹ để cho mẹ nghỉ còn ba lần, nhưng mà khi mà ba mất rồi thì mình cũng dám cản nữa, tại nếu không thì mẹ đổ bệnh nghĩ rằng mình còn cảm thấy anh ấy hơn. Em thấy cái hình tượng của bà mà khi mà bà ông mất 8 năm mà bà lấy cái gói ôm bà để lên trên cái gói xong rồi bà đắp mền cho ông, ông nhìn anh chịu không được. Thật sự bà rất là thương ông. Mẹ anh là thật sự rất thương ba, nên ký ức của mẹ anh luôn luôn nhớ về ba. Chắc là bà cũng mong mỏi cái chuyện mà có cháu. Đúng rồi, thì vợ chồng anh cũng cố gắng thì cũng có nhiều cách, nhưng mà mình chắc mình chưa có duyên. Dạ. Thôi thì mình cứ kể ra hy vọng sẽ có cơ hội khác. Hiểu cũng nói là dạ, cũng không muốn con cái mình buồn, nhưng mà mình làm con thì mình nhận ra được điều đó. Dạ. Thì thật sự ra thì nhiều lúc cũng tự hỏi với bà là mẹ buồn không cháu, thì bà rất thoải mái, có gì đâu, thì khi nào có bầu thì có bầu. Thật sự là ban đầu anh có một đứa đó mà bị tẩy tẩy thì thật sự là rất là buồn. Có hả? Hai chồng con. Nhưng mà bà không biết. Bà không. Tâm lý của vợ thì cũng đôi lúc cũng biết, cũng tận lòng, nhưng mà bản thân mình cũng hiểu điều đó. Mình chính vì hiểu điều đó mình phải giấu thì những cái đó trong lòng mình, và mình không lộ được để cho mình tạo cái niềm vui, niềm tin cho mình, cho vợ mình. Trong bao nhiêu năm chung sống á, thì anh thấy là cái cách mà vợ của anh chăm sóc cho mẹ chồng á, rồi anh nhìn thấy những cái điều đó, cảm xúc của anh sao? Thật sự ra thì những ngày đầu mà về thấy vợ mà ngồi bóp dầu cho mẹ, bản thân mình rất là xúc động, và mình cũng thầm cảm ơn vợ. Mà chính vì thầm cảm ơn đó thì mình sẽ thể hiện là mình sẽ yêu thương vợ mình nhiều hơn. Thì trong cuộc sống thì hai vợ chồng thì mình sẽ có những cái chia sẻ đó, thì nó sẽ giúp mình vượt qua những cái khó khăn. Bây giờ mình vô trong mình trò chuyện cả nhà cơm. Dạ. Ủa chị đang làm gì vậy? Chị đang cắt cải để chị nấu canh. Cái thịt này nè, mình đắm cho nó cái chất chín chín lại á, nó rất là ngon. Bỏ vô nó giống như là cải hả? Chị, cho em hỏi là mình phát hiện ra như vậy là lúc nào ta? Về cái vấn đề mà con cái á, nói chung thì tụi chị chắc là có lẽ là cũng căng thẳng, rồi có thể là cơ thể mình cũng không có được tốt cho lắm, nên là chắc cưới về thì khoảng 2 năm thì tụi chị mới biết được. Và khi đó thì chị cũng dính được thì nó bị thai ngoài, nên ra là tụi chị phải bỏ, nên ra là cái việc đó thì nó cũng hơi buồn. Sau rồi tụi chị cũng vẫn kiên trì, thì cũng khoảng năm hơn thì tụi chị cũng có nhờ y học can thiệp á, mà chắc là cũng chưa có duyên với con. Đôi khi tại mình phụ nữ mà cái thiên chức đó là cái là gọi là quan trọng nhất, mà mình cũng chưa có làm được gì cho chồng, cho mẹ, nói chung là nhà con cháu cũng ít, mình chưa làm được cái vấn đề này á, thì mình cũng buồn. Dạ. Có lần nào mà lỡ mình nghĩ tới mà mình chịu không nổi rồi mình khóc? Cũng có, nói chung là khi mà lúc mà đứa đầu tiên mà nó bị ngoài á, chắc thì lúc đó chị cũng bị sốc, chị nghĩ tới cho chị đau lòng. Dạ đúng rồi, nói chung là chị cũng sốc, chị cũng buồn. Nhiều khi chị cũng nói thôi chồng lấy vợ mới đi, chứ vậy chồng cũng la nói suy nghĩ bậy bạ sức. Hai vợ chồng cũng có cái cũng có cái niềm tin rất là nhiều, nói chung ai chỉ gì thì mình cũng làm hết, vì cũng hy vọng mình cũng sẽ có. Mình có tìm hiểu cái đó là nguyên nhân là do sao không chị?
chị cũng có tìm hiểu, chung là chị về phần chị thì chị cũng bị hẹp bồ trứng, nên là cái việc cũng hơi khó cho cái việc đậu thai. Thôi thôi, để chị bỏ cái này vô trước. Dạ. Nói chung là mọi chuyện cũng qua hết rồi thì em cũng mong là chị với anh á cũng cố gắng vượt qua cái những cái nỗi buồn này ha. Xong rồi từ từ mình sẽ có thôi. Cũng hy vọng là một hai năm nữa cũng có một bé để ẵm cho vui nhà. Dạ. Cho bà đỡ buồn. Dạ. Cố lên nha chị. Đúng rồi. Phải cố lên. Dạ, em nhìn là em thấy hèm rồi đó. Một chút thôi. Ngon quá. Rồi. Ơi, hôm nay hả? Ít giờ, con thêm miếng nha. Thôi, từ từ con lấy cho. Mời chị dùng bữa nha. Dạ. Con mời bà mời ăn. Món này là mẹ chỉ cho làm á. Ở nhà làm. Nãy em thấy con tự cô. Thôi, mẹ ăn cơm này. Dạ, mời chị ăn cơm nha. Mẹ ăn cơm ít lắm nhưng mà được cái là ăn vặt nhiều lắm. Bà ơi. Mẹ hai con. Cái chuyện mà bà đi bán á, anh nói là do là bà thích nên là anh muốn bà vui mà đi bán. Đúng rồi. Dạ. Nếu tôi ở nhà, nhưng tôi ở nhà không có được. Nói chung là cái mong muốn mà cho bà nghỉ bán là lâu lắm rồi. Nhưng mà mình không thực hiện được. Bây giờ cái đó thành cái mong muốn luôn rồi. Đó, cái mong muốn. Ở nhà buồn á, nên ra là cứ hỏi đi bán được chưa? Mai bán đi. Cho bán đi, năn nỉ á, mai cho bán đi. Năn nỉ á. Một năm là chỉ có nghỉ một ngày mùng 1 Tết thôi đó. Dạ. Mà hôm nay là vụ dữ lắm á, được nghỉ được mùng 2. Dạ. Không chịu, không chịu nghỉ. Nói chung là cái mong muốn là cái sức khỏe. Dạ, và bà có sức khỏe thì mình cũng mong là luôn hạnh phúc với con cái, sống với con cái. Dạ. Còn về chuyện có em bé thì chị có muốn gửi lời nói gì đến cho bà nghe không? Bà. Dạ. Bà nghe ấy là cho nó cắt nghĩa cho nó nghe. Đó, định buồn tay cho. Nói chung là bản thân anh thì anh cũng hiểu được. Dạ. Ai mà mong muốn mình tốt đẹp nhất. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Nhiều cái nó phải tùy duyên. Khi mà con nói chuyện với chị á, là con thấy là chị có rất là nhiều niềm tin. Là niềm tin mình sẽ... Tại vì đó họ bao nhiêu năm. Dạ. Bà đi này kia cái nọ cũng không có được. Thì bà đâu có quyết định. Thế thì bà nói cái gì. Được cái là mẹ cũng hiểu và bản thân anh. Dạ. Được rồi, anh cũng nói chuyện đồng viên với vợ hoài. Ai không thích? Anh nói là thôi cứ cố gắng. Hôm nay không có, ngày năm tới. Dạ. Năm tới không có. Tại vì á, dẫu rằng hạnh phúc thì nó chưa có trọn vẹn như mình mong muốn, nhưng bản thân anh đó thì vẫn hy vọng và tin. Nếu mà được nói một điều gì thì anh chỉ nói không, đơn giản. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ra hai người phụ nữ đầy yêu thương. Dạ. Bởi mẹ và vợ. Mẹ và vợ. Nói chung là mỗi năm là Tết là được trở về quê Tiền Giang thăm mộ của bố cho bà thôi. Mình thấy vui. Dạ. À, được chụp những tấm hình với bà. Dạ. Nói chung là những cái đó là cái hạnh phúc mà mình ngó lên thì không bằng ai, nhưng mà mình ngó xuống mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất hơn rất là nhiều người. Về mặt xã hội thì mình bước ra ngoài mình đã trưởng thành, nhưng mà khi về mình giống như một đứa trẻ sống bên mẹ. Cái mong muốn nữa của không những bản thân anh, hai chồng đã đặt ra một cái mục tiêu là cố gắng xây nhà cho bà để bà ở được thoải mái trong tuổi già. Yeah. Sự ra bây giờ cái lo lắng nhất của anh là cái thời gian. Yeah. Thời gian sẽ không cho phép, nên sẽ cố gắng mình sẽ hoàn thành. Mà em chúc thì... anh với chị sẽ hoàn thành cái ước nguyện đó. Mong có nhà có cửa, nhân tay cho mẹ vinh quang. Dạ. Với bà hàng xóm này kia cho nọ. Dạ. Con biết lo thương mẹ này kia cho nọ. Chị thì cũng nhân là có chương trình nè, bây giờ á chị có thể nắm tay bà ha. Nắm tay bà không nhột tay rồi đúng không? Mình nói cái gì đó với mẹ đi. Con cũng cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh ra chồng con và để chồng con thương yêu con đến ngày hôm nay. Cũng qua cái cách dạy dỗ của mẹ nên ra là vợ chồng con thì cũng
Hiểu gì? Nhìn cái cách đó để mà sống thuận hòa trong gia đình. Mẹ cảm ơn con mẹ. Đối con thì cái niềm tin lớn nhất là có mẹ. Và mẹ cứ yên tâm. Không sao. Mà cuộc sống của mẹ thì đã có tụi con lo. Nên mẹ cứ thoải mái. Mình hãy làm những gì mình thích. Đúng rồi. Và con chỉ hy vọng là mỗi năm con được ướp canh mẹ để chụp hình. Rồi được rồi. Và cảm ơn một người vợ đã luôn tận tụy gắn bó. Và anh vẫn nhớ mãi cái ngày hôm nào nhẫn trao tay thì mình sẽ nhẫn và yêu thương và chấp nhận của anh. Và bản thân anh ngày hôm nay và ngày mai chưa bao giờ mà có ý nghĩ là sẽ tháo cho em. Em yên tâm. Cảm ơn chồng. Cũng khóc theo rồi. Dạ. Hôm nay là vui vẻ. Dạ vui vẻ. Vui mà con này con không phải con khóc nhẹ đâu. Thế là hạnh phúc quá khóc. Không nhìn hạnh phúc không khóc.